Các vị xin hân hạnh giới thiệu gạo Jasmine Louisiana, loại gạo thơm cao cấp trồng tại Louisiana, ít carbohydrate hơn các loại gạo thơm khác từ 10 đến 20%. Gạo mới quanh năm, cơm lúc nào cũng thơm, dẻo, ngon miệng. Jasmine Louisiana còn có gạo lứt brown rice, nấu dễ như gạo trắng, không cần ngâm nước trước. Cơm gạo lứt thơm, ngon và dẻo mà không có mùi cám như các loại brown rice khác. Brown rice chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin như là fiber và antioxidants. Ăn brown rice giúp không bị lên đường trong máu, giúp ngăn ngừa bệnh tim và vài loại bệnh cancer. Gạo hiện có bán tại các chợ. Khi mua xin nhớ bao gạo Jasmine Louisiana, bao giờ cũng có hình ông nhạc sĩ thổi kèn thì mới đúng là gạo Jasmine Louisiana. Mọi chi tiết về gạo Jasmine Louisiana xin gọi 1-800-363-9759. Gạo Jasmine Louisiana mang cơm ngon cùng sức khỏe tới mọi gia đình.